Trước khi bước vào hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 24 ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng Đông Nam Bộ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã dự khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật Đông Nam Bộ đột phá mới, tầm cao mới do Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Tại triển lãm ảnh nghệ thuật Đông Nam Bộ đột phá mới, tầm cao mới, Thủ tướng Chính phủ đến tham quan nhiều gian hàng, trưng bày các sản phẩm được chứng nhận OCOP Việt Gáp thuộc nhóm ngành hàng, nông sản, thủy sản, trái cây có thế mạnh ở vùng Đông Nam Bộ. Trong số này điển hình có bưởi Tân Triều của tỉnh Đồng Nai, các sản phẩm từ hạt điều của tỉnh Bình Phước. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có những sản phẩm thuộc nhóm ngành hàng công nghiệp hỗ trợ, dầu khí, hóa dầu, công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia và khu vực của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Riêng lĩnh vực cảng biển, tại triển lãm trưng bày các bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông tổng thể vùng Đông Nam Bộ, quy hoạch hệ thống giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, quy hoạch hệ thống cảng biển, trung tâm logistics Cái Mép Hạ. Tại triển lãm còn có hơn 100 bức ảnh làm nổi bật những thế mạnh về dịch vụ, công nghiệp, du lịch, khắc họa những nét đẹp tiêu biểu trong đời sống văn hóa tinh thần, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc của đồng bào các dân tộc vùng Đông Nam Bộ